Mình là Nguyên, mình là CEO của Nutria Z, là một doanh nghiệp, là một thương hiệu phát triển về lĩnh vực dinh dưỡng và mẹ và bé. Năm 2023 thì là năm mà anh bắt đầu phát triển thương hiệu Nutria Z, và đến bây giờ thì bên anh cũng đạt được tầm 70-80% mục tiêu rồi. À, đây là một cái mà một cái thương hiệu cực kỳ là tâm huyết của anh, và đến hôm nay thì anh cảm thấy là rất là biết ơn HBR vì đã cho anh một cái tầm nhìn để anh có thể là phát triển thương hiệu nó được bài bản hơn. Hôm nay thì là một khóa rất là hay mà anh nghĩ là nếu mà anh được học sớm hơn thì rất là tốt, bởi vì là thực sự là khi mà học thì mình kiểu các cái chiến lược về ví dụ như là về BSC, về OKR nó rất là chi tiết và rất là bài bản. Đấy, và không những là đến cái khóa này thì anh được học từ thầy Tony Dũng mà còn được học từ các anh em cộng đồng Business Master. Đấy là những cái bài học rất là thực tế và rất là chạm với những cái vấn đề mà anh đang cần giải quyết. Đấy, cho nên là anh nghĩ là cái buổi học hôm nay mà nếu mà anh mà được học sớm hơn thì chắc chắn là cái sự phát triển nó còn tốt hơn rất là nhiều. Thầy Tony Dũng và cộng đồng Business Master là một cái cộng đồng, phải nói là cộng đồng về hành động rất là quyết liệt, ai cũng máu lửa, cộng thêm là có cái sự cố vấn rất là tận tình của thầy Tony Dũng, thì những cái chiến lược và những cái quyết định của anh em trong cộng đồng nó cũng dần dần nó bài bản hơn và nó mạch lạc hơn. Đấy, dẫn đến là sẽ giảm được những cái sai lầm trong kinh doanh, đều là những cái sai lầm mà rất là đắt giá. Cộng đồng thì được một cái lợi ích đấy là rất là lớn, đó là mình được học từ những anh em kể cả cùng ngành hay khác ngành thì đều rất là nhiệt tình chia sẻ. Đấy là cái mà anh thấy là giá trị rất là lớn của cộng đồng.